Bạn nên làm gì nếu sử dụng cao trị dạ dày mà không đạt được kết quả? Xin chào tất cả cả mọi người, tôi là Lý Mùi Phin và ngày hôm nay tôi đã quay trở lại để chia sẻ với tất cả các anh chị về và tất cả mọi người về chủ đề là bạn nên làm gì nếu như mình sử dụng cao trị dạ dày mà không đạt được kết quả như mong muốn. Thì tôi đã cho những cái và tôi đã trực tiếp và gặp những khách hàng và liên lạc với những khách hàng mà đã được trải nghiệm sản phẩm cao trị dạ dày. Nhưng mà mặc dù là cao trị dạ dày rất là tốt, nó trị được là loét dạ dày, viêm dạ dày và các triệu chứng về dạ dày và diệt được vi khuẩn HP. Nhưng mà tại sao có một số người thì khi mà mình sử dụng vẫn không đạt được kết quả như mong muốn? Thì trong quá trình tôi chăm sóc thì tôi thấy những cái người khách hàng mà không đạt được kết quả như mong muốn, đó là họ không làm đúng theo những cái gì mà trong hướng dẫn. Như là các triệu chứng về dạ dày thì mình uống cái cao đấy sau khi ăn 30 phút thì mình uống, nhưng mà có những người người ta ăn cơm xong người ta uống luôn, tại vì người ta nói khi mà tôi gọi điện lại thì người ta nói là sợ quên nên là ăn cơm xong là uống luôn. Và nếu như trào ngược về dạ dày thì chúng ta sẽ uống sau ăn là 30 phút. Và trong quá trình mình uống thuốc thì mình tuyệt đối là không ăn đồ chua, đồ cay, uống rượu bia và không ăn rau cải xanh. Thì có những người mà trong cái mùa hè này ấy, thì cái món dưa cà thì rất là được là ưa chuộng. Nên là khi mà uống thuốc thì không đạt được kết quả như mong muốn thì khi tôi trực tiếp chia sẻ thì khách hàng của tôi nói là tôi ăn dưa, tôi ăn cà nhưng mà tôi ăn với số lượng ít thì tại vì đấy là nguyên nhân là không có được kết quả. Tại vì bây giờ tôi sẽ cho tất cả các anh chị xem là một miếng cao như thế này, một miếng cao nhỏ như thế này để đặc trị về dạ dày. Thì một miếng cao nhỏ như thế này thì mình uống vào, thì nhưng mà các anh chị ăn dưa ăn cà vào thì một miếng cao nhỏ như thế này thì dưa cà nó sẽ hoàn toàn là làm giảm đi cái tác dụng của miếng cao đó. Thì và một cái điều nữa là rất là nhiều người làm sai là cái cao là người ta rất là mất công rất là nhiều và nấu nấu ngày nấu đêm, mà nấu cả nấu ngày nấu đêm mới được một cái viên cao cô đặc như thế này. Thì mình uống trực tiếp luôn như thế này, mình uống trực tiếp luôn, không có mình không không pha ra. Tại vì có người là thấy sợ khó uống nên là ngâm với nước sôi, để nước sôi nước ấm á, sau đó là đổ đường vào. Thì khi mà mình có cái triệu chứng và cái mình gặp cái vấn đề về trào ngược dạ dày á thì dịch vị axit dạ dày á cao rồi, thì bây giờ mình uống cái đường vào thì uống cái đường với thuốc vào thì nó sẽ càng tăng cái dịch vị axit lên, nên là mình sẽ không uống chung với đường nhá. Còn nếu như có một số anh chị là uống hết một hộp mà chưa thấy có kết quả gì thì sang sang hộp thứ hai thì chúng ta sẽ uống với một cái viên cao như thế này. Mỗi một lần uống với một viên cao như thế này là cho một chút mật ong vào thì mình uống kết hợp đó. Thì như vậy nó sẽ có như vậy. Nếu mà các anh chị làm theo hướng dẫn như vậy và trong quá trình mình sử dụng thuốc mà mình cần hỗ trợ cái gì mình luôn luôn để nhà thuốc được để ở bên phía nhà thuốc mà được hỗ trợ mình thì sẽ có kết quả rất là tốt. Có những người mà khi mà được gọi hỗ trợ thì người ta nói là người ta biết rồi nhưng mà không hiểu tại sao không có kết quả. Thì khi mà uống hết một liệu trình tôi hỏi lại thì hoàn toàn là người ta làm không đúng nên là không đạt được kết quả như mong muốn. Và một số anh nữa là khi mà mình công việc của mình là mình phải dùng rượu bia tiếp khách ấy, thì trong quá trình mình uống thuốc thì mình tuyệt đối là mình không uống rượu bia. Và nếu mà uống rượu bia thì hoàn toàn là cũng sẽ giảm đi tác dụng của thuốc. Và một cái điều nữa là có những người mà điều trị vi khuẩn HP khỏi được một thời gian sau thì trong người nhà lại phát hiện ra là cho người nhà có bị vi khuẩn HP. Thì cái này là tôi cũng chia sẻ luôn là những người bị vi khuẩn HP thì có khả năng lây nhé. Tại vì trong quá trình tôi theo dõi những cái khách hàng ấy thì người ta bị vi khuẩn HP thì trong người nhà thì sẽ có một số người một vài người bị vi khuẩn HP. Thì khả năng cái này là nó lây qua đường miệng và đường đường miệng, nên là khi mà mình điều trị vi khuẩn HP khỏi rồi người nhà mình cũng nên đi kiểm tra xem là mình khỏi rồi thì mình nên đi kiểm tra xem là hết hoàn toàn chưa. Nếu mà hết hoàn toàn thì không phải uống thuốc nữa. Và người nhà của mình nên cũng nên đi kiểm tra, nếu mà kiểm tra mà người nhà không có ai bị dạ dày và không có ai bị vi khuẩn HP thì lúc đó là mình điều trị dứt điểm nhé.
Tại vì nếu như mà người nhà mà có vi khuẩn HP thì người ta nếu mà không được không không điều trị dứt điểm thì một thời gian nữa sẽ lại lây chéo cho cả gia đình. Thì ngày hôm nay là tôi chia sẻ tất cả những cái gì mà các anh chị đã được dùng, đã được trải nghiệm sản phẩm mà chưa có được kết quả, nên là mình sẽ làm mềm đúng và làm đủ và uống đủ liệu trình và làm đúng như theo hướng dẫn thì chúng ta hoàn toàn là có kết quả tốt nhé. Và nếu như các anh chị thấy cái video video của tôi mà chia sẻ có ý nghĩa và có giá trị cho các anh chị thì các anh chị hãy đăng ký kênh của tôi ngày hôm nay và không bỏ qua các cái video tiếp theo của tôi. Và tôi là Lý Mùi Phin và tôi sẽ còn làm tiếp tục còn làm những cái video tiếp theo để hướng dẫn cho các anh chị về rất là nhiều cách liên quan đến dạ dày, cách ăn uống và cách mình tự điều trị dạ dày như thế nào để lấy kết quả cao thì sẽ ở video tiếp theo. Và tôi là Lý Mục Phin, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video tiếp theo. Xin chào.